thể nhân loại trong đó có chúng con. Bé gái nhìn thấy nhân loại đang đối diện với sự bất an, sợ hãi và lo lắng, thì Ngài đã đến ngày Giáng sinh để đem sự bình an đến cho con người, cho mỗi một chúng con. Chúa ơi, giờ này xin Chúa Ngài thuyết phục lòng của chúng con, để chúng con cũng mở cửa lòng mình ra, mời Ngài bước vào trong cuộc đời của chúng con. Vì Ngài là Chúa của sự bình an, để cho ai nấy trong vòng chúng con đều kinh nghiệm được sự bình an. Sự bình an không phải của thế gian ban cho, mà là sự bình an đến từ Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trình dâng mỗi cuộc đời chúng con ở trong cái tay toàn năng của Ngài. Nguyện đêm nay, một đêm mà chúng con mừng về sự Giáng sinh của Chúa Jesus Christ thật sự ý nghĩa trên từng mỗi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và con hiệp chung với toàn thể hội thánh Ngài dâng lời cầu nguyện trong danh hiệu Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng mời chúng ta đồng hành. Thank you.
những người đã nhận lời mời của chúng tôi tham dự trong chương trình Mừng Chúa Giáng sinh đêm nay. Thưa Hội Thánh và đặc biệt là quý thân hữu, Chúa Giêsu ngày đến thế gian này không chỉ để cho chúng ta mỗi năm kỷ niệm mừng sự Giáng sinh của Ngài đâu, mà ngày đến thế gian này để ban sự bình an cho con người chúng ta. Vì lời Chúa trong tiên tri Ê-sai chép rằng sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta và con trai đó ban cho chúng ta. Và ước ao rằng đêm nay, giờ phút này, đang khi mà chúng ta mừng Chúa Giáng sinh thì lòng của chúng ta cũng mở ra để đón nhận Ngài là Chúa của sự bình an. Tôi biết rằng quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay có những người đang rất thành đạt trong cuộc đời này, có những người đang rất giàu có và học thức. Nhưng xin thưa với hết thảy quý ông bà anh chị, sự bất an, sự lo lắng và sợ hãi không chừa bất kỳ một người nào, dầu đó là người thành đạt hay chưa, dầu đó là người học thức hay không, dầu đó là người giàu có hay nghèo yếu, thì sự bất an vẫn có thể chiếm hữu và cai trị trên cuộc đời của người đó. Thưa quý thân hữu, đêm nay Chúa của sự bình an đang chờ đợi để có thể bước vào trong mọi đời sống của chúng ta. Ngài nói rằng Ngài đã ban cho chúng ta sự bình an, Ngài để lại cho chúng ta sự bình an. Và nếu đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu, Chúa của sự bình an, mà lòng của chúng ta vẫn còn sự bất an ra về, thì đó là một sự rất đáng tiếc cho mỗi một chúng ta. Thưa các thân hữu, hãy có một quyết định cho cuộc đời của mình trong đêm nay. Quyết định đó sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Và như mục sư của chúng tôi đã rao giảng, quyết định mà quý vị mời Chúa bình an bước vào trong cuộc đời của mình đêm nay, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an thay cho sự bất an đang cai trị chúng ta trong bảy lòng. Khi chúng ta mở lòng mình ra mời Chúa bình an bước vào trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống và sự sống dư. Khi chúng ta quyết định mời Chúa bước vào trong cuộc đời của mình, thì mọi sự sợ hãi, bối rối sẽ không còn nữa, nhưng thay vào đó là sự bình an. Amen không thưa hội thánh? Chúng tôi những người đã tin Chúa Giêsu, một trong những điều chúng tôi tin nghiệm đó là sự bình an ở trong tâm hồn. Bây giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể thánh cùng quý thân hữu chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa. Và nếu ngay giờ này có quý ông bạn chị thân hữu nào muốn mời Ngài là Chúa của sự bình an bước vào trong đời sống của mình, xin chúng ta hãy dành vị tiến lên phía trước. Mục sư của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa, có một người chị em của chúng ta đã đứng lên. Cảm ơn Ngài. Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không? Vì thánh kinh lời của Chúa chép rằng không một người nào phải nói rằng tôi hối tiếc vì đã tin Chúa Giêsu. Nhưng ngược lại, hàng ngàn, hàng triệu, triệu người đã có thể làm chứng rằng tôi thật sự có một quyết định đúng đắn, đó là mời Chúa bình an bước vào trong tâm hồn của chúng. Còn ai nữa không ạ? Còn ai trong khán phòng này? Chúa của sự bình an Giáng sinh đến để ban cho quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa, có một người anh em nữa đã tiến lên. Cảm ơn Ngài. Một giây phút nữa thôi, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an thật.
mà Thượng Đế ban cho chúng ta qua cứu Chúa Giêsu. Sự bình an đó chúng ta không thể lấy tiền để mua được. Sự bình an đó là sự ban cho nhưng không của Thượng Đế, dành cho toàn thể nhân loại, trong đó có chúng ta. Còn ai nữa không ạ? Chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị. Quý vị đã có một đêm mừng Chúa Giêsu, tôi nghĩ rằng rất là vui. Nhưng nó thật ý nghĩa khi chúng ta mời Chúa của sự bình an bước vào trong cuộc đời của mình. Ngài đã từ bỏ nơi thiên đàng để đến thế gian này. Lẽ nào quý vị lại lân lờ và chứng còn chân chừ và lưỡng lự, chỉ một vài bước chân tiến lên phía trước, chỉ một quyết định thôi, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an không mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Thì như này tôi xin được phép hướng dẫn và cầu nguyện cho những người anh chị em yêu dấu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa có một bạn trẻ nữa đã tiến lên phía trước này. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự bình an của Đức Christ đã thắng. Vì người anh em này đã tham dự trong đêm 20. Tôi nhớ có một người làm chứng là em rất muốn bước lên để tin nhận Chúa, nhưng mà có gì đó cản chân em, khiến em không thể lên được. Nhưng mà đêm nay một lần nữa chứng minh rằng Chúa của sự bình an đã thắng quyền của sự bất công. Em rất muốn tin Chúa vào đêm 20, nhưng mà em nói rằng có điều gì đã cầm chân em lại, em không tiến lên được. Đêm nay em đã kinh nghiệm được sự giải cứu hoàn toàn, sự bình an của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài. Bây giờ này các anh em chị thứ chuyện với Ngài, chuyện câu hết sức đơn giản. Vì lời Chúa nói rằng chúng ta tin Ngài ở trong lòng, chúng ta được xưng công bình rồi. Nhưng khi miệng chúng ta nói ra những gì chúng ta tin trong lòng, người đó được sự cứu rỗi, người đó kinh nghiệm được sự bình an, người đó kinh nghiệm được sự giải cứu hoàn toàn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị để có thể mời Chúa của sự bình an bước vào trong cuộc đời mình. Bằng cách tôi sẽ cầu nguyện trước một câu và quý vị hãy lặp lại theo lời cầu nguyện của tôi. Và chính Ngài, Chúa của sự bình an đang ở đây, và Ngài nhìn thấy đó là lời cầu nguyện của quý ông bà. Hãy nhắm mắt cúi đầu để tỏ lòng tôn kính trước Thượng Đế đấng yêu thương mình, và đừng để bất kỳ một điều gì chi phối. Xin hãy lặp lại theo lời cầu nguyện của tôi. Chúng con kính lạy cứu Chúa Giêsu. Xin mời các anh chị lặp lại. Chúng con kính lạy cứu Chúa Giêsu. Chúng con kính lạy cứu Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì tối hôm nay. Vì tối hôm nay. Chúng con được biết rằng. Chúng con được biết. Ngài giáng sanh đến thế gian này. Ngài giáng sanh đến thế gian này. Để ban cho chính con. Để ban cho chính con. Để cho chúng con kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Để cho chúng con kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Và Chúa Giêsu ơi. Và Chúa Giêsu. Ngay giờ này. Ngay giờ này. Con xin mở cửa lòng mình ra. Con xin mở cửa lòng. Mời Ngài. Mời Ngài. Là Chúa của sự bình an. Là Chúa của sự bình an. Mời Ngài. Mời Ngài. Là Hoàng tử của sự bình an. Là Hoàng tử của sự bình an. Hãy bước vào cuộc đời con. Hãy bước vào cuộc đời con. Làm Chúa. Làm Chúa. Làm chủ. Làm chủ. Làm cha. Làm cha. Của con. Của con. Để con kinh nghiệm được. Để con kinh nghiệm được. Sự bình an thật. Sự bình an thật. Mà Ngài đã ban cho chúng con. Mà Ngài đã ban cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Vì Ngài không từ chối con.
vì Ngài đã không từ chối. Nhưng Ngài đã tiếp nhận con. Ngài đã tiếp nhận con. Con cúi đầu. Con cúi đầu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Amen có nghĩa là chúng ta đồng ý với lời cầu nguyện này hay là rất muốn lời cầu nguyện này được Chúa trả. Cảm ơn Ngài và ngay giờ này quý vị đã trở nên con cái của Chúa Giêsu, là Chúa của sự bình an. Giờ này xin Hội Thánh quý mạnh một lần nữa hiện ý và con xin được trình dân những người anh em mới tin nhận Chúa trong đêm nay và trong bữa nay toàn năng của Ngài. Và lần này chúng ta chỉ nhắm mắt cúi đầu thôi, không cần phải đọc lại cái lời cầu nguyện của con. Con cảm ơn cứu Chúa Giêsu, vì Ngài đã bằng lòng đến thế gian này để tìm và cứu những kẻ bị hư mất, trong đó có chúng con. Và đêm nay, đang khi chúng con mừng Chúa Giêsu Giáng sinh, thì một lần nữa, sự Giáng sinh của Chúa Giêsu thật ý nghĩa và kết quả cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con nhìn thấy có các anh chị của chúng con đã bằng lòng mời Chúa của sự bình an là chính Ngài bước vào trong cuộc đời của mình. Con cảm ơn Chúa vì con biết chắc rằng ngay giờ phút này sự bối rối và bất an của quyền sửa tâm cai trị họ bấy lâu nay không còn nữa. Nhưng mà sự bình an thật của Đấng Christ đã ở cùng và hướng dẫn cuộc đời của các anh chị chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngay giờ này sách sự sống của nước thiên đàng đã viết tên của họ. Con chưa biết tên của các em chúng con, nhưng mà Ngài đã viết tên của họ vào trong danh sách sự sống rồi. Ngay giờ phút này, quyền của sự tối tăm là ma quỷ phải rất là thất bại và xấu hổ, vì tên của họ không còn trong danh sách của sự chết nữa, mà là đã được chuyển đổi từ danh sách sự chết sang sự sống đời đời. Chúa Giêsu ơi, nguyện Ngài là Chúa của sự bình an, hãy ở cùng và dẫn dắt các anh chị của chúng con, để trong những ngày còn lại cho cuộc đời này, các anh chị chúng con luôn luôn kinh nghiệm được sự bình an ở trong tâm hồn, trong cuộc đời của chính mình. Con cảm ơn Chúa. Con hiệp cùng với Hội Thánh Ngài trình dâng các anh chị em yêu dấu của chúng con ở trong cái tay toàn năng của Chúa, và chúng con cúi đầu cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Sau giờ này chúng ta sẽ có thời giờ để phong công và có thể chia sẻ tin vui này cùng với các anh em mới trong Hội Thánh của Ngài. Xin mời toàn thể anh chúng ta đồng an toàn. Dạ xin mời. Cảm ơn Chúa. Và tôi xin được phép xin Hội Thánh thêm đúng 2 phút nữa thôi. Và giờ này tôi xin được công bố kết quả thi Kinh Thánh nhân dịp Giáng sinh 2015 của giáo hạt Tiên Tri. Năm nay giáo hạt sẽ chia ra làm 2 phần thưởng. Một phần thưởng dành cho những người đã tin Chúa trên 5 năm, và một phần thưởng dành cho những người đã tin Chúa nhưng mà dưới 5 năm. Chúng tôi không thể gọi đây là phần thưởng dành cho tân tín hữu được, vì dưới 5 năm thì không thể gọi là tân tín hữu. Rồi, phần thưởng hạng nhất của giáo hạt năm nay dành cho những người tin Chúa dưới 5 năm. Phần thưởng này được trao cho một người anh em. Các cô thất vọng rồi phải không? Nhưng mà yên tâm đi, kết quả có thể thay đổi vào trong giờ chót. Vì trong kỳ thi Hoa hậu Thế giới vừa rồi, tôi thật bối rối lắm, vì một MC chuyên nghiệp cũng có thể có chút nhầm
lẫn. Cho nên tôi, nếu có nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Người đạt giải nhất trong kỳ thi này đó là một người anh em của chúng ta. Em Hồ Sĩ Tuyến. Dạ, xin mời anh Hồ Sĩ Tuyến tiến lên phía trước. Hồ Sĩ Tuyến đã đạt được cái điểm 93,5 trên 100 điểm. Đây là một cái số điểm trái phải khâm phục, 93,5. Xin trân trọng kính mời mục sư Dương Địa Thảo trao phần thưởng đạt hạng nhất cho những người tin Chúa như 5 năm. Đứng đây. Và bây giờ là người đạt giải thứ nhì trong hội thánh A-mốt thôi chứ chưa phải giáo hàng. Và phần thưởng này rơi vào tay của một người anh em của chúng ta. Xin chúc mừng anh Nguyễn Tiến Đạt, người đạt hạng nhì ở trong kỳ thi kinh thánh của hội thánh A-mốt. Anh Nguyễn Tiến Đạt đạt được số điểm đó là 95,5 trên 100 điểm. Xin mời anh Nguyễn Tiến Đạt tiến lên phía trước. Xin mời một sư đạo chuyển cho một món quà này cho anh Nguyễn Tiến Đạt hạng nhì. Và bây giờ đó là hạng nhất của hội thánh A-mốt. Phần thưởng này rơi vào người chị em của chúng ta, đó là cô Diệp Thị Minh Hiếu. Cô Minh Hiếu đã đạt được số điểm đó là 96 trên 100, một số điểm rất cao. Hạng nhất của hội thánh A-mốt đạt 96 điểm trên 100. Xin một lần nữa kính mời mục sư Dương Địa Thảo trao dùm phần quà. Và sau cùng đó là phần thưởng nhất của giáo hàng tiên tri. Lần này phần thưởng cũng được rơi vào một người chị em của chúng ta, đó là cô Diệp Thị Tuyết Nhung, với số điểm rất là bất ngờ 98,5 trên 100, tức là chỉ mất 1,5 điểm thôi. Rất xứng đáng để nhận phần thưởng của cả giáo hàng cô Diệp Thị Tuyết Nhung. Chúc mừng cô lần nữa trao phần thưởng này. Chúng ta cho một tràng vỗ tay và chúc mẹ rồi rất là cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời tất cả chúng ta về. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một buổi tối phước hạnh trong dịp kỷ niệm mừng Chúa Giêsu Giáng sinh năm 2015. Và kính thưa hội thánh, bằng chính hình hài trẻ thơ,
trong nơi chuồng chiên rất nghèo hèn, để ngày càng biết con người trần gian. Nhưng ai ngờ đâu Giê-xu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người trắng hiền lành tìm và cứu những chiên xa bầy. Ôi vui mừng thấy Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghĩ ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã xịt lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con.